Chào nhau đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay mình lại tiếp tục cái video về Fibon nha mấy anh em. Đây là những dòng máy Fibon cái này vừa về mà thuê một cái dòng máy bắn vít. Fibon nó giống như con Makita đó, nhưng mà cái dòng này dòng màu đỏ đen. Lý do anh em biết sao không? Cái dòng này á, thì kỳ này về đỏ đen ha, màu xanh nó hết hàng rồi, không còn màu xanh nữa mấy anh em ơi. Đây, rất là đẹp. Thì bình thường lúc trước mình bán con màu xanh này nè, nhưng mà nó hết hàng rồi. Thì bây giờ mình về cái con màu đỏ đen ha. Thì do vậy con màu xanh này thì giờ nó đang trưng bày nè, nói chung là trưng bày mấy nay cũng chưa có bắn gì hết, nó chỉ có hơi chạy chạy chút xíu thôi. Anh em nào mua con màu xanh này mình sẽ thanh lý cho anh em ha. Còn con mới này mấy anh em, con mới này giá là 480.000 nha. Cái con này anh em thì nó y chang con Makita, nó nhỏ nó gọn mà búa nó xài nó im đầm lắm anh em, xài đã lắm nha. Động cơ không chổi than, động cơ không chổi than và nó sẽ có chỉnh ở phía sau, nó hay anh em ơi. Chỉnh tốc số 1 nè, 2 3 4 nè, 4 cấp chỉnh tốc phía sau nè. Chưa kể trên đây nè. À, 1 nè, bấm cái nè, 2 bấm cái nè. 2 3 nè, 4 nè. Đó, 2. Cái núm này là núm chỉnh anh em. Đây là cái chỉnh tốc nè. Cái dải đèn led nhìn đẹp không? 2 4 6 8 à, coi. 2 4 6 8 10 12 cái led nhỏ anh em. Nó không có quá sáng đâu nha, nhưng mà cái led nó làm cho máy nó đẹp lắm anh em. Cái mẫu này nó làm cực kỳ đẹp luôn. Rồi trên đây nó sẽ có một cái miếng nhựa để nó chùm cái đầu lại nha. Đó, anh em thấy gặp một cái dòng máy bắn vít của Fibon thôi, động cơ không chổi than mà thiết kế nó bé tí tẹo thôi mà nó khỏe nha. Dòng này thì nó là đầu 6.35, còn mấy cái Newton thì này nó dán này mình nghĩ nó không có đúng đâu mấy anh em ơi. Cái con này chắc cao lắm chừng trăm mấy 200 Newton thôi, không có nhiều đâu ha. Rồi ok, đó, đảo chiều trái phải đều tốc tại cò nè mấy anh, vậy thôi ha. Giá rẻ mà cái thân này nha, nó phù hợp viên pin luôn. Pin đang có chương trình khuyến mãi của Fibon, một viên pin 4A như thế này giá 360.000 nha, tặng một cái đế, một cái cục sạc đó, một pin một sạc 4A giá 360.000, bảo hành chúng ta pin sạc 6 tháng nha, bảo hành pin sạc 6 tháng anh em, đang có chương trình luôn ha. Đó, anh em nào đang có nhu cầu thì mình liên hệ mua. Còn cái máy này á, thì giá là cái thân này nè, giá 480.000 nha. Đấy, 480.000. Rồi còn trong trình này anh em nào mua cái thân này thanh lý màu xanh là xanh sạch hàng rồi, không còn nữa, không có về nữa nha. Màu xanh cũng vậy mấy anh em, y chang con này khác màu thôi. Giá thì bây giờ là 480, thì giờ sẽ thanh lý con này cho anh em với giá là 400.000 đi nha, 400.000 cái thân này nha. Thanh lý thì dạng như gần như là lỗ luôn rồi mấy anh em nha. Nói chung là cái này thì cái cò đây nó hơi chạy chút xíu nè ha, tại vì anh em cũng đã có bóp tới bóp lui đó nha. Rồi con trưng bày mà, con này trưng bày hơi chạy chạy cò xíu nha. Thì anh em nào mà thanh lý thì gom con này 400.000 một cái, còn con này là 480 nha. Bắt đầu bán này anh em ơi. Giờ mình sẽ bỏ một cái đầu vô mình bắn thử cho anh em coi ha. Đây, cơ chế kéo ra nha và nhét vô nha. Rồi siết vô mở ra nè mấy anh, tốc cao nhất rồi chưa, rất là mạnh nha, số 4 nè. Rồi mở ra. Ok ha. Rồi. Rồi xích ra. Cái búa con này nha, nó đầm lắm anh em. Gõ nó sướng lắm. Rồi anh em nghe tiếng máy nè. Đấy, thử ha. Mấy con này thì chúng ta cứ khoan bắn vít, bắn vít to rồi ha, xài ngon cực kỳ. Giá rẻ nữa. Đây. Hết pin rồi. Rồi hết pin rồi. Sạch pin. Anh em chờ chút xíu. Pin Fibon thì mình không có sẵn đây nhiều ha, nằm bên kia. Đấy. Cái gì pin mới này giờ phải sạc lại nha mấy anh. Rồi, vô nè. Đó. Nó pin mới vô là khác, khác liền mấy anh, ngon lành. Ok ha. Rồi đó, 480.000 nha mấy anh, 480.000 cho cái thân máy này nha, rất là đẹp. Anh em đang có nhu cầu thì liên hệ nha. Thì nó sẽ trang bị tới gồm một cái móc, móc như này nè. Đó, con này thì mình sẽ làm một con để trưng bày cho anh em coi luôn. Rồi con màu xanh ha, có móc sẵn là nè, móc nó giống y chang Makita ha, nó đẹp cực kỳ luôn, chân pin phổ thông Makita nha. Đấy, giá cái thân này như
400.000 thanh lý một con nhất à, anh em mua thì lấy nha. Rồi mình sẽ qua về những cái thân này, hàng này vừa về mới giao cho mình ngày hôm nay luôn nha, thì lên sóng cho anh em liền. Rồi kế tiếp nữa anh em, đây là một cái con máy khoan mà mình nghĩ anh em nào mà đang có nhu cầu ở gia đình á thì không nên bỏ lỡ qua. Con này rất là khỏe, tốc nhanh, 60 niêu, đầu kẹp 10 ly, ba chức năng, khoan băng vít, khoan búa, mà giá cái thân này chỉ có 470.000 thôi, tặng kèm cái thùng. 470.000 tặng kèm cái thùng nha mấy anh, rẻ ghê chưa. 470.000 tặng kèm cái thùng, bảo hành 6 tháng ha, hàng của Fibon. Cái dòng này á, thì anh em nào mà ha, mạnh cực kỳ ha, số 1 nè, số 2 nè, ba chức năng, khoan băng vít, khoan búa nè mấy anh, đầy đủ công năng luôn ha. Đó. Đây. Cái tiếng máy của Fibon chạy khá là im nha. Rồi. 470.000 thôi mấy anh em ơi nha. Anh em mà đang có nhu cầu về cái thân máy này thì qua cái hàng mua nha. Động cơ không chỗ than, thiết kế mẫu mã rất là đẹp. À, của Fibon bảo hành chúng ta là 6 tháng nha. Con này được sáng hơn 60 niêu. Đó. 470 mà có cái thùng luôn. Còn con vít này anh em 480.000 cái thân mà không có cái thùng, không hộp giấy. Nha. Rồi, kế tiếp, một con máy mài của Fibon giá thân này có 570.000 thôi anh em ơi. Để 100 cốc M10 nha. Đây, thân máy mài để 100 cốc M10, công tắc bóp luôn. Nó sẽ có mấy cấp độ chỉnh nè. Đây. Ba cấp độ chỉnh ha, 1 nè, 2, 3. Cái này thì nó sẽ không có cái anti kickback gì đâu nha mấy anh em. Nó không có mấy anti kickback đâu nha. Đó. Ok. Rồi, 570.000 cho cái thân này ha. Khá là êm. Rồi hết rồi mấy anh. Để 100 cốc M10, tốc độ con này nó quay chắc khoảng 8.500 quá. Nó ghi đây tới 10.000 luôn mấy anh. Rồi đó. 570.000 nha, hàng mới bảo hành 6 tháng. Rồi hết rồi ha. Đó là về những dòng máy của Fibon, còn cái chương trình máy pin 4A anh em nhớ ha, 360.000 tặng cục sạc. Thì anh em nào đang có nhu cầu thì mua. Sạc thì nói chung là cũng có thể là tặng anh em, cũng có thể sạc Fibon hoặc là sạc của Toyoko hoặc là sạc của Yamasu, chứ không nhất thiết của cục sạc này ha. Sạc thì các kiểu luôn đó, anh em muốn tại vì có cục sạc nào thì tặng sạc đó nó như nhau thôi mấy anh. Mấy cục sạc này chỉ 1.5A thôi, nên sạc máy dừng pin 4A này nó sẽ hơi lâu nha. Đó, nó hơi lâu xíu, gài cái thì nó báo nó sạc gì thôi nha. Rồi ok, anh em nhu cầu mua dòng nào liên hệ số điện thoại dưới mua hàng nha, giá tại cửa hàng Chu Gầu với ship. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.